cơ sở sản xuất chống chiêng chuông bó Tiến Duy hôm nay cơ sở chúng con chuẩn bị và giao một bộ bê tích động cho thầy Hải ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là bộ bê tích động cơ sở Tiến Duy con sản xuất, bao gồm 2 cây bê, 2 cây lọng và 2 cây tích trượng và 2 cặp giá đỡ. Toàn bộ được sơn son thép vàng. Cơ sở chúng con hôm nay giao cho thầy là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Và cơ sở con chuẩn bị đóng gói và giao cho thầy tại vì thầy cần gấp. Các quý thầy, quý cô có nhu cầu sắm sửa bê tích lọng xin liên hệ cơ sở Tiến Duy con qua số hotline 097 3435 444 để được tư vấn và đặt hàng. Hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm các chi tiết về sản phẩm. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn thầy Hải đã tin tưởng chuông mó hồi trước đã sắm bên con và đèn dược sư cũng sắm bên con. Nay thầy gieo duyên cho bên con tiếp tục làm bộ bê tích lọng cho thầy Hải ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Cơ sở sản xuất chống chiêng chuông mó Tiến Duy hôm nay chúng con được nhân duyên làm cho chùa bộ bê tích lọng và giao cho chùa Linh Phước ở huyện Cần Đước. Thầy là ở ban trị sự huyện Cần Đước ạ. Ban trị sự huyện Cần Đước. Buổi tối thì chúng con có giao về chùa bộ bê tích lọng. Đây ạ. Các quý thầy, quý cô có nhu cầu sắm sửa bộ bê tích lọng chống chuông mó khí pháp cho chùa như đèn dược sư, hòm cung đức, bát biểu, xin liên hệ cơ sở Tiến Duy con qua số hotline 097 3435 444 để được tư vấn và đặt hàng. Chúng con hết mình làm về phục vụ cho Phật Pháp. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn các quý thầy quý cô đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm bên con ạ. Nhà chùa Ninh Phước.